chung, trong tập trung quay á, thì quay mọi người như thế này nè, đứng xe đang xíu, quay toàn cảnh lấy hết mọi người đang làm đúng không? Dạ. Đó, thấy khung cảnh gì đâu? Đó. Giờ team đang chuẩn bị dọn khu này để lên cái lều ra. Ơi, nhưng mà lên cái lều ra. Hành trình dí tu nhanh. Rồi, giờ tìm 4-5 cục gạch để mình bắt đầu nhóm bếp nào. 6 cục. Củi nữa nha, 6 cục củi nữa. Lên đi tìm củi rồi. Lên, có nói gì nữa không Linh? Comment cho mấy nhỏ bị bụi bay mắt hả chiếc? Con rồi. Bị bụi bay mắt kể luôn, bốn con cái nó bay mắt. Rồi xếp, có gì chúng chân biên xếp lò đi. Ở cái nước còn chờ rửa tay xếp lò, trên trụ kia. Ai bắt xếp lò, xếp như bữa trước á, bữa trước mình nướng á, xếp ngồi đây nè. Đây, rồi, bây giờ tụi mình đang nhóm lửa nha các bạn. Nhóm lửa chuẩn bị. Có kẻ đứng sau hết, đứng sau đó lửa hết em. Đứng. À, xếp hàng thế này chứ em à. Mỹ lên trước, xếp hàng ra đấy chụp tấm hình. Nãy làm thumbnail lẹ lắm. Rồi, Bin qua đây. Đâu rồi, xích vô chị Linh. Đây. Đâu đứng sau, đứng sau chiếc đây nè, đứng sau chiếc này. Rồi. Rồi. Cười. Đó, ngồi xuống cái bầu, ngồi xuống, đừng đứng. Rồi, 1 2 3. Giơ tay lên. Một like lên mặt cười lên. Một like. 1 2 3. Rồi. Nóng quá. Được chưa? Ây da. Sao mà nóng quá? À, chút xíu nha các bạn. Chưa đâu, phải chờ. Sau đây là màn tự sướng của chủ kênh. Anh em xem kênh nhớ để lại một đăng ký kênh và nhớ like và bình luận tích cực cho kênh nha. Trời ơi, để máu quần đây chi vậy? Con ơi. Đâu vậy? Nè, giúp nách. Rồi đâu? Đang xúc xích cầm với chiếc. Bộ cắm trại hôm nay đơn sơ lại bắp thôi. Buồn quá. Quen cảnh khu cắm trại của ngày 29 của kênh Follow Me. Anh em xem thì nhớ đăng ký kênh Follow Me của mình nha. Một kênh mới phục vụ cho tụi trẻ sớm. Bị sao tí vậy bên? Con bỏ trong á, con bỏ trong lều luôn. Chưa chín mà ăn, trời ơi. Chưa chín mà ăn Bin khác. Ủa bắp đã luộc chưa? Đây là thanh niên bạm ăn. Mới nướng chưa chín đã cạp. Đưa cây xúc xích lên coi. Đưa cây xúc xích lên coi. Một bắp lửa khá là ngon nhưng mà rất tiếc thiếu thịt. Hôm nay chỉ là một cái một clip demo cho cuộc sinh tồn gì đi. Nóng hả? Ai, đây là một anh chuyên cần, anh đây đang phụ ấy lều. Đang ăn đi xong rồi phát biểu cảm nghĩ.
chín chưa? Chín thôi. Nó ăn gì vậy? Thôi, đậu. Xích xích. Xong khói. Xích xích xong khói nè. Ăn thử đi. Xúc xích của ai chín thì ăn đi. Ôi cha, mẹ xúc xích quá hả? Đây, ba. Nóng á, nóng á, nóng á. Trời ơi, nước. Ăn đi, con ăn đi. Con ăn đi, con ăn đi. Ta ăn đi, ăn đi, ăn đi. Trời ơi, cái này cháy rồi. Chị thua luôn. Tiên tí sao đây con. Ăn đi, con ăn đi. Đó, lý do phải sạch sầy á. Lặng lắm. Ồ, cẩn cẩn. Nhưng có một cục bảo đen thôi. Ăn xong à, sao tụi nhỏ nó giận vô lo nè. Rồi đây là cuộc chiến của hai thằng nhóc, một thằng đầu cọ, một thằng có tóc. Hả? Sao? Bên này có con nè, đưa ba dặn đây cho. Rồi, chào tạm biệt các anh em nha. Trời chuẩn bị mưa rồi, nên chúng ta nên dọn dẹp và đi về. Sau đây đi. Ai sao tại đây sau đây điệu nhảy Vinahouse gửi đến các bạn rồi đóng clip nè. Hai đứa đứng nhảy coi, Đăng với đây là Chip. Rồi Chip múa. Đem của ai đó thì đừng nói, múa. Trời mắc cỡ thôi, vậy tạm biệt nha, kết thúc clip nha. Các bạn thấy video này hay đừng quên để lại một like, một share cùng với đó mình nhấn đăng ký cho ủng hộ cho mình. Ok, thank you.